Ok, hello xin chào tất cả các bạn, mình là Dark Sage đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hollow Knight. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá nốt cái map kiếp đường hết này. Ok, con này, nó đi cả lên trên đây. Khám nốt cái map kiếp đường hết này và sau đó chúng ta sẽ chuyển map. Lần trước mình đã đánh xong con boss Hive Knight. Ở No, fuck you, no. Oh, come on. Nào. Rồi. Chúng ta đánh con xong con boss Hive Knight đấy, sau đó thì mình chưa quay trở lại. Để xem nó có chế độ remote không. À đúng rồi, mình đã equip được cái charm Quick Slash. Rút mình chém nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5, đó. Chém rất là nhanh luôn. Oh, come on. Ok. Sợ ghê con đấy không biết. Nó làm mình rất là khó chịu. Được rồi. Trên kia có cái đường đi. Nhưng mà đoạn đấy có mất một cái đoạn mà mình chưa thể vào được. Bởi vì chưa có skin. Ok. Chém rất là lợi đấy. Nó có cái quần nợ này là mình chưa vào được này. Không biết trong đấy có cái gì. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang bên kia. Phía bên trái của map. Xem ở đây có gì nào. Let's go. Ok. Để chúng ta thể lên được này. Ồ, đây có cái gì đây? Wanderer Journal. Ồ, giờ biết đấy. Hi hi. Ok. Đi ra đây xem. Đây là chỉ là chỗ mình ra, chỗ City of Tears. Oh. Vãi, cái gà. Nghịch ngu. Sorry em nghịch ngu. Ở đây, ở đâu đây? Cửa đóng then cài, chưa thể đi được. Oh fuck. Chỉ có con sâu ở đây rồi. Oh shit. Shit. Thank you. À đây là cái chỗ đi dẫn ở đây đây mà. Ôi giờ biết đấy. Thế này mình trước mình biết. Ờ tốn linh hồn quá, làm gì đây? Rồi. Đây không có gì nữa. À, có cái Whispering Root ở đây. Đớp luôn. Nó bay lên à. Ăn cẩn thận cái nha. Ok. Kiếm cái con Prime War Speed này nó kinh khủng thế. Hết rồi. Để cuối cùng thì cũng xong cái chỗ này. Bây giờ mình sẽ có dash cái kiểu đấy nha. Đi sát vào tường thôi. Ok. Mà đã bắt mình leo như đúng rồi. Phải mình leo núi đâu. Ok. Đấy rồi, chúng ta sẽ vào đây. Tower of Love. Inspect. Cửa đã bị khóa. Oh. Gì đây?
không được. Chỗ này mình cảm tưởng như chỗ boss ấy nhỉ. Hoặc có thể là không, hoặc có thể là có. Ok. What? Chẳng có cái gì ở đây cả. À đây, mở được cửa rồi. Thank you. Xuống đây xem có gì nào. À, là cái chỗ vừa lẫy đây mà. Nice. Ok. Tower of Love. Tòa tháp của tình yêu. À, mất mạng luôn thế. Có cái tiếng gì nó kêu ở đây nhỉ? Đây là đâu đây? Đây là... Wow! Another warrior finds way to our fair Colosseum. Final destination for Seeking Trail Intense City Combat. Little Fool. No. Wait. Ubu, từ khoan. Inspect. Ubu, Đây là đâu nhỉ? Rốt này. Cụ thể là đây là một cái đấu trường các bạn ạ. Mà trong wiki đây chính là đấu trường mình phải đánh mấy con kiểu đánh với các đấu sĩ khác ở trong cái Hollow Nest. Tất cả là thế thôi. Ê, Tiso. Hello, Tiso. Oh, Colosseum of Fools. Chuyện phát. Hiệu quả. Perfect Blitz. Ngày trước là một thằng nó challenge mình. Rồi, sao nữa. Ở đây là chỗ ra đấu trường này. Ok. Rất tiếc là chúng ta chưa thể đi được. Ui gớm nhỉ. Rời khỏi đây đã. Thằng rốt đã bị khóa ở đây. Đây ở đâu đây? Đây không có gì nhỉ? Ok, đi. Bên này bị khóa, chưa đi được. Little Fool. Thằng này lúc mình nói chuyện nó chỉ cảnh báo về trường này thôi. Đây rồi, đường tắt. Dẫn sang City of Tears. Thằng nào lần trước mình cứ thấy ở đây nó quét quét. Đây rồi, chính xác. Đây là cái thang máy bị gãy, bị hỏng. Kingdom sẽ là ở đây. Ok, chúng ta đã xếp vào cái ghế rồi. Và mình sẽ đi sang đây thôi. Có lẽ là sẽ counter với Hornet luôn. Ai, quay được lần rồi. Nó cho cái ghế xếp chỗ trên này là hợp lý hết đấy. Rất hợp lý. Cũng lần thứ hai là đánh với Hornet là sẽ thế nào nhỉ? Ok. Đây rồi. So you pursue the deeper truth isn't one weak could bear. À, đánh nhau thật ạ. Ok, không biết là lần này nó khó là nhất nào. Chứng tỏ cậu chuẩn bị để đối mặt với nó đi.
ta sẽ không nâng tay đâu, kiểu vậy. Mà nó đổi lethal. Rồi rồi, cho tôi xem. Show me you can accept this kingdom past and claim breakfast in future. Cho tôi thấy rằng là mình là tôi có nhầm. Hãy cho ta thấy rằng bạn là cậu có thể chấp nhận cả quá khứ của kingdom, của vương quốc này và nhận trách nhiệm về tương lai của nó. Ok. Ôi trời ơi, quên. Oh, come on. Hey, Kali. Oh, shit. Cái con này ghê quá. Bây giờ nó nhanh hơn trước. Nó nhanh hơn trước nhiều lắm. Ôi, nhanh thế. Để đi đâu. Oh, come on. À, sao nhanh thế? Rồi, ok. Tao biết mà. Ui. Nào. Woohoo. Oh shit. Ơ kìa. Nào. À. Ui mày thế. Oh fuck you. Oh shit. À. Vậy thì lần này chúng ta đã thực sự tiêu tùng. Ok, lại lần nữa nào. Oh shit. Ai. Hợp lý. Oh, come on. Nhanh đi. Oh shit. Đau. Đau. Ơ kìa, đừng. Oh, come on. Now. Oh, come on. Chết tôi rồi. No. Ah! Woo! Oh shit! Fuck. Oh, come on. Come on! Nào. Tôi bị làm sao vậy nè? Ê mẹ. Tức vãi. Ui. À, fuck. Con này nó nhanh hơn lần trước rất nhiều. Nó cực kỳ nhanh hơn so với lần trước luôn. Ê, nó mới ghét. Ờ? Nhầm đường.
Ok then. Garama! Ha! De! Sha! Ha! Ha! Sha! Vai! De! Sha! Edina! Nhanh, kéo chịu được. Sha! Hồi máu. Hay lắm. Ai giời. Một sự sai lầm. Giờ không được phép sai lầm nha. Oh shit. Nguy hiểm. Oh. Oh shit. Okay. Ơ kìa, nhảy. Sho. Ego. Uhu. Ha. Đi sho. Ego. Ôi, vẫn dính. Đi. Ha. Edit. Nào, nào, nào. Okay. Đi sho. Oh shit. Đánh trúng mình rồi. Okay. Ôi giời ơi, xong rồi. Tưởng nào, bình thường quá à? Khỏe quá. À, cậu có thể làm được đó. Nếu như cậu có mong muốn. Ok. General knowing tragic tradition. Là như nào nhỉ? Could you raise your new ones knowing this tragic conception and knowing yourself? À, tức là ý nó đang cảnh báo mình về một cái gì đấy nó rất là tragedy, tức là kết thúc không có hậu đó. Được rồi, làm đi. Ghost of Palones. Tiến tới đốt cái mặt nạ đó và claim yourself as a king. Ơ, Hornet đi rồi. Goodbye Hornet. Ở dưới này có cái gì nhỉ? Đây gió bão có vẻ ghê. Ok. Ghost of Shell. Gì đây? King Brand. Marked by King's Brand. Ok, The Kingdom's Gate win open. Cái này có thể dùng để mở cái cửa của Kingdom. Ok. Chúng ta có thể đi thôi nhỉ? Sao đi rồi? Oh, 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 oh. Oh shit. Cái gì ở rơi? No. Oh. Ah, Hornet cứu. Ah, thank you Hornet. Thank you. Many thanks. Không đi qua đây nữa rồi. Trời đó, cát bám đầy rồi. Ah, fuck. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu như các bạn cảm thấy nó hay thì để lại cho mình một like và comment ở bên dưới. Subscribe channel của mình và share video của mình để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bây giờ, tạm biệt các bạn. Bye bye.